Rồi hello nha anh em. Hôm bếp có hứa với anh em nào à. Kiếm con quay thái 110 mẫu mới á. Đem vô cái mình so với thằng quay thái 125 mẫu mới nữa. Coi cái nó có cái điểm gì tương đồng nha anh em. À, phép cũng mới lấy đây, nói chung cũng chưa kiểm tra kỹ đâu. Cũng 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 dòm sơ bộ đây nhưng mà cũng thấy cũng khá là giống giống nhau à, nhiều điểm à. Đó. Giờ dòm cây phuộc đi. Hột là rất là giống nha. Coi kỹ nha anh em. Quay chơi chơi thôi. Giống hệt tên em ơi. Màu sơn luôn. Chân luôn, đế luôn. Ốc tán luôn. Đó, tức là nguyên hột hay giống hệt thôi ha. Học sơn cũng giống hệt luôn trời. Chơi gì mà mẫu quay thái 125 huyền thoại mà. À, xài độ 110 qua bởi vì tao không chấp nhận phải rồi. Nó y gan luôn cả mấy cái tem mở gấp ba cái miếng đó. Với ba cái miếng này nó chưa khác được, nó hơn miếng này thôi. Còn hộp sên thì anh em dòm cái khía cạnh đầu. Cái độ bo độ y gan luôn. Nó y gan luôn. Quật quật. Mình dòm mình thấy ha. Quật quật. Đó. Coi chơi cho anh em. Đó đó. Ở đây là so móc ngược huyền thoại luôn đó, đó rồi mẫu này là bại hoại võ lâm nữa rồi đó, đó móc ngược huyền thoại luôn, y gan nhau luôn đó. Hai chiếc xe đây nha anh em, không có đâu mà xa chứ đó. Rồi cái giờ số hình lữ liệm hay cũng y gan luôn nha, đó y gan luôn, nó bịch cái đầu má bên này y gan luôn, ốc thì dặn ở dưới này qua y gan luôn đó, không khác gì đâu nữa. Chống dựng đồ thấy cũng giống hệt luôn, lấy đồ qua xài hết. Nãy giờ phải lấy chống dựng, giò đạp, giò số này kia lựa gan nha. Có cái này khác nè, cái này nó dày hơn, cái này thấy mảnh hơn. Lốc máy, à, nắp điện. Nắp điện thì thằng này nó tròn quên luôn. Thằng này thì nó cũng có nhiều vòng tròn nó văng ra à, mà nắp đuôi cá nó cũng khác nè à, nắp che nhông quá à. Coi đi nha anh em. Rồi một bên nó thấy mấy cái phụ kiện là rất là giống nhau đó à, rất là giống luôn. Cả vỏ này xài cũng giống nhau gai luôn, vỏ hai thằng giống mạch luôn đó, hộp sên hộp gì đó phục rồi y gan luôn. Cái này là chơi ăn gian người dùng rồi, 125 xịn sò mắc tiền hơn, anh phải làm cho nó khác đi chứ. Thấy không, mới ra giá đề xuất Anh Quốc đâu à, 90 gần cả 100 triệu của mà người tiêu dùng người ta làm gì mà chung quy nhau quá đâu có được đâu á. Chả ổn rồi đó, phải chăng là cú lừa thiên niên kỷ đó. Tăng sên rồi gan luôn, bởi đâu giấu trong được, tức là khuôn đổ ra rồi đem gắn lại, ngu gì làm thêm khuôn nữa cho nó tốn chi phí sản xuất đúng không. Máy móc thiết bị, cục máy này, cục máy khác. Cục máy thì nó cũng cái độ kích thước thì nó thấy nó không có to hơn nhiều đâu, nhưng mà cái đường văn, cái đường nét thì nó khác. Còn cái giò đạp hình như phụ kiện rồi, thấy rất là giống nhau. Nè. Y gan à. Giống hệt à. Ha, tội dạ gì đổ chi, làm chi hai ba khuôn. Khuôn thôi. Đó. Giống hệt. Kể ra cái giò thắng luôn, giò thắng luôn đó. Bô thì này nhỏ hơn, này khéo nó to hơn á, cái lưới nó khác anh em thấy không, cái lưới ở đây nè anh em dòm cái được nó khác. Thằng này thì nó không có ha, nó chỉ bo ở này thôi, nhưng mà nó cũng khá là giống ha.
cũng khá là giống đó, cũng có cái độ giảm khí thải này kia, rồi cũng mi gan á, chút thịt cho anh em ơi. Thành phiên ta thấy nó giống lắm đó nha. Nè, một chấm đây, hai chấm đây, hai chấm này, cái miếng này nó che không? Đúng rồi, vậy là nó chỉ khác cái này hả ta? Nha, khác này một con ốc, cái này hai con ốc. Vậy là cái bô giống thịt à? Các bạn ơi, có mã số ký hiệu gì không? TH1, cái kia là TH2. Nói chung ra nhìn nó cũng na ná na ná các bạn ơi, các thấy cũng có khác gì đâu đó. Nói chung là cũng na ná na ná thôi, cái kiểu như là ốc treo trên rồi là nó quật xuống cái rồi nó đi ngoài ở gác chân này, so với hồi xưa mẫu cũ thì đi trong gác chân đó, thằng này cũng vậy luôn, đi ngoài gác chân vậy. Ná bà con đó mà, anh em đó thôi, anh em phải giống nhau chứ không giống ai đúng không, chắc đâu được. Đầu bò để nhìn giúp thịt nè, giờ mình dùng mặt này trước đi, dùng mặt này rồi xong qua dùng mặt này, rồi qua dùng mặt kia. Trời ơi sao giống thịt gì à, ốc này kia đồ kích thước tương đồng nhau hết nha. Ốc đồ chùa, ốc bốn lỗ này vẫn xài chìa khóa 10 y như nhau nha. Rồi coi mặt này đó, là chìa khóa 10 nè, thấy không đó, y như nhau ha. Cũng lép xẹp y gan, nắp tròn tròn đó. Trời ơi trời, quá mẫu quay thái 125 huyền thoại, làm cái này là dở bạc rồi. À nó được sản xuất con quay 110 này thì nó có lý hơn. Ăn nếu mà sản xuất ra như thế này thì bất ổn rồi. Đó. Rồi dính ra đây cho nó chắc. Đó, cũng tròn tròn. Ôi trời ơi. Oh my god. Đó. Đồng hồ. Hồ này thì nó cũng quay nhiều rồi, làm lẻ lẻ thôi chứ gì đâu. Hồ khác ha, hồi này nhìn thấy cũng sáng hơn nè, cái màu á, màu đồng hồ này nhìn cũng sáng sủa hơn, mà cũng bỏ nó khoảng không này nhiều quá nè, bỏ nhiều ha. Máy móc thì nó thấy động cơ, thấy tiếng nổ cũng giống giống. Thấy gọn nè, tại vì nó nhỏ, cái kích thước nó nhỏ thì mình nhìn thấy nó sắc sảo. Còn này thì cái lông bự nhưng mà cái phụ kiện nó giống thịt, thành ra nhìn nó lỏng thỏng nha. Đánh giá trung thực thôi. Mấy công tắc này cũng y gan luôn, chả khác gì luôn. Đề bọng gì cũng y gan luôn. Y gan này nha. Cái gù cùm với bao da thay thắng gì nó giống thịt à, cái thắng kia sơn đen, thắng này gì thì nhôm gì luôn, còn đỡ chốc nữa, sơn đen chi thời gian cái nó mòn đây nè, nó với mình cọ quẹt này kia đâu chạy chốc ha. Nhưng mà cái màu này để trần này cũng không hợp, họ làm cũng đúng đi, cái màu này thì để trần nó không hợp. Đâu rồi, nghe từng máy từng con tắt không kia đi. Rồi anh em thấy có cái điểm gì giống nữa thì để lên bình luận nha. Khác cũng mua hai chiếc thì cũng so sánh nhau đó, anh em dòm thấy rất là giống nhau luôn đó. Giống nhau dữ lắm luôn. Đó anh em coi nha, y gan luôn á, khép ghét nhất là cái này 125, anh phải làm như thế nào cho nó khác biệt chút nha, làm sao mà giá cả cao hơn ta mà sao làm y ăn vậy nè, vậy là không được đó. Giỏi ra
đồ phụ kiện xài rất giống. Ok. Rồi, để chắc từ từ tìm cái điểm khác biệt nào đó thì ép báo nha. Thằng này thì xài vỏ thông số mấy đâu rồi. Ừ, kiếm thông số cũng cực. Đối với vỏ sau 70 90 17, đối với vỏ trước còn này này 70 90 17 giống hệt luôn. Tám mươi rồi, vỏ xài gan luôn, y gan gai, y gan thông số luôn nha. Đó. Nói chung phụ kiện rất là tương đồng nhiều lắm. Còn trong cục máy này mình không có gã ra, mình không biết được nha nè. Thằng là máy cái hơi cũng ok. Chắc hơi. Vẫn còn tiếng héo 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 ha, héo héo. Kỳ quá, sao em ghét cái cốt làm như thế này quá, dư thừa hở hên hả? Mọi người có cái tánh thần nhìn thấy ghét liền, sao nó không làm như vậy để vừa dặn gì đây nè, dư chút ít vậy thôi đó, làm dư chi cả đống gì trời. Gan con super luôn nè, đó super phải con đụng đá đó, review cũng cũng từng chơi hết lần đó, làm lội cả khúc gì đó. Thấy không? Rồi, thôi rồi Lâm ơi. Chết. Chết ẻo. À, anh em phụ tùng xài gan nhau à. Còn động cơ thì chỉ khác động cơ vỏ, khung vỏ này kia đồ các kiểu đó. Phụ kiện phụ tùng rất là giống nhau. Nha. Tiếc là cái kết cấu khung sườn nó khác, thành ra mấy cái gắt chân này nó làm khác hết, chứ không thôi chắc nó cũng lấy qua gắn qua. Tại vì này nó khung lớn, khung lớn nó xài phải ngắn lại, thấp lại nó chế ra cái loại khác, chứ không thôi là chắc đưa vô xài chung đó, thì đương nhiên mấy cái này chắc không khác được, mấy cái này là phải giống rồi đó. Cả mấy cục cao su EC xà lì làm sản xuất ra cái hãng rất là lớn, làm không có phân biệt kêu là cấp nào ra cấp nào hết, chung quy gì đâu có được. Anh em thấy quay mà mẫu cũ chưa đó, mẫu cũ người ta làm ở đâu ra đó đàng hoàng, vỏ lớp nó hộp xích cột. Anh em dòm nè, thấy chưa đó, chống dựng dò số đó, nắp điện, cục máy đã chìa khóa 12. Rồi ăn hồi mấy anh nhắc tôi nhớ lấy cái chìa khóa ra nha, để không mấy khách ta lại này coi đấy, à, xe mày đang gã máy còn chìa khóa là nó chết luôn nha. Thôi nó chơi vô lấy ra để quên. Rồi ha, anh em thông thái chưa? Rồi anh em nào thông tệ thì cho phép xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ cho bạn bè anh em cùng coi cho vui vẻ, thoải mái, đam mê, có động lực trong cuộc sống. Rồi bye bye, chúc anh luôn vui khỏe, an lành, hạnh phúc.